Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Mời quý vị lắng nghe thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 12 tháng 10 đến 18 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021, bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 768 ca, trong đó điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch tầng 3, 32 ca tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhẹ 10 ca, trung bình 5 ca, nặng 12 ca, nguy kịch 5 ca, có 10 ca nhẹ sẽ được thăm khám, phân loại mức độ và tiếp tục điều chuyển xuống tầng 1 để theo dõi, điều trị. Điều trị bệnh nhân trung bình, bệnh nền tầng 2, 185 ca, không triệu chứng 61 ca, nhẹ 84 ca, trung bình 34 ca, nặng 6 ca. Cụ thể, Trung tâm Y tế Bến Cầu 55 ca, Trung tâm Y tế Trảng Bàn 51 ca, Trung tâm Y tế Tân Châu 53 ca, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 26 ca có 61 ca không triệu chứng, 84 ca nhẹ sẽ được thăm khám phân loại mức độ và tiếp tục điều chuyển xuống tầng 1 để theo dõi điều trị và 6 ca nặng đã thực hiện hội chẩn sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị bệnh nhân không triệu chứng tầng 1 551 ca, không triệu chứng 487 ca, nhẹ 64 ca, cụ thể huyện Châu Thành 7 ca, huyện Tân Châu 22 ca, thành phố Tây Ninh 22 ca, huyện Gò Dầu 98 ca, huyện Tân Biên 24 ca. Bệnh viện Cao Văn Chí, cũ 92 ca, Bệnh viện Giả Chiến Khu Công nghiệp Thành Thành Công, 286 ca. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện trong ngày 13 tháng 10 năm 2021 và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, 36 ca. Tính từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021, 8.672 bệnh nhân đã được điều trị khỏi xuất viện. Trong ngày 13 tháng 10, không có trường hợp tử vong do COVID-19. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, để ngăn chặn nhanh việc biến chứng trở nặng và giảm thiểu tình trạng tử vong do nhiễm COVID-19, thì việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 là một trong những biện pháp tối ưu nhất. Chính vì vậy, tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với nhân dân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo các chuyên gia y tế, vaccine tốt nhất chính là vaccine được tiêm sớm nhất. Thông điệp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã nhắn gửi, hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn khi đến lượt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin. Thông tin cập nhật nhanh nhất tại địa chỉ www.ttv11.com.vn Quý vị hãy đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất. Thân mến, chào tạm biệt.